Từ hàng ngàn năm nay, hoa sen đã trở thành biểu tượng cho sự tinh khôi, thuần khiết và vươn lên mạnh mẽ của người con gái Việt Nam. Với ý tưởng từ loài hoa biểu tượng của Việt Nam, chúng tôi tự hào giới thiệu Vương Miện tinh hoa sen ngọc, biểu tượng của cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu. Được chế tác bởi đội ngũ kim cương cao cấp của God Diamond, từ hơn 1.000 viên kim cương và vàng trắng tinh khiết. Vương Miện Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 lấy cảm hứng tinh hoa sen ngọc không chỉ là hiện thân của sự cao quý mà còn mang trong mình tình yêu và lòng tự hào dân tộc. Những ngôi sao lấp lánh biểu tượng cho sự vươn lên tỏa sáng của người con gái Việt, như một lời nhắc nhở về tình yêu quê hương đất nước. Vương Miện tinh hoa sen ngọc hội tụ những giá trị tinh túy của văn hóa Việt Nam, của tình yêu và lòng tự hào dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp và bản lĩnh của người con gái, lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam. Vương Miện tinh hoa sen ngọc chắc chắn sẽ là phần thưởng danh giá ý nghĩa nhất dành cho top 3 xuất sắc nhất Miss Tourism Việt Nam Global, Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024. Tinh hoa sen ngọc, vẻ đẹp vĩnh cửu, bản sắc Việt Nam.